Thưa quý vị, xu hướng tích tụ và tập trung ruộng đất vẫn diễn ra chậm, thậm chí có xu hướng giảm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ nông dân. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tham gia hội thảo quyền và lợi ích của hộ nông dân trong tích tụ và tập trung ruộng đất được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trong 5 năm qua, xu hướng tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra chậm và chủ yếu diễn ra ở phân khúc diện tích nhỏ. Cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2016, đối tượng doanh nghiệp và hợp tác xã chủ yếu tích tụ đất từ 2 đến 5 ha. Trong khi đó, đối tượng là hộ gia đình có xu hướng tích tụ đất trên 5 ha nhưng tỷ lệ không nhiều. Theo đại diện một số địa phương tham gia hội thảo, quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra với xu hướng chậm, một phần là do những bất cập trong quy định của pháp luật về chủ thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Một số doanh nghiệp là cũng mạnh dạn là cũng muốn được xin tham gia, nhưng mà nó cũng có những ràng buộc về cái pháp luật về đất đai, do vậy là các doanh nghiệp không tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là một số hộ thì họ ở trên các địa bàn tỉnh khác, khi họ thấy rằng ruộng đất hoặc cái cơ chế tạo điều kiện thuận lợi trong cái tích tụ ruộng đất của địa phương chúng tôi đặt ra, thì họ cũng muốn tham gia nhưng mà cũng liên quan đến quy định của pháp luật. Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ở 3 tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, có tới gần 50% số hộ được khảo sát ở 10 xã thuộc 3 tỉnh này thể hiện sự lo lắng khi cho thuê hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, có tới trên 90% các hộ này thể hiện nguyện vọng sẵn sàng cho thuê lại ruộng. Trong khi đó, những đối tượng có thể thuê hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tích tụ hay tập trung ruộng đất lại không nhiều. Điều đó khiến cho cung vượt cầu và làm cho quá trình tích tụ tập trung ruộng đất diễn ra chậm so với kỳ vọng. Chúng ta có thể thu hẹp đi các loại đất, ví dụ như chỉ nói là đất nông nghiệp. Thế nếu như họ sử dụng phục vụ nông nghiệp thì cái việc đó sẽ tự do chuyển nhượng giữa các cái nhu cầu, những người có nhu cầu, miễn là họ sử dụng đất đó vào mục đích là sản xuất nông nghiệp. Theo một số chuyên gia, để quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra nhanh hơn trong thời gian tới, cần tập trung vào nhóm giải pháp liên quan đến sửa đổi nội dung chính sách. Trong đó, ngoài các vấn đề đã được đề cập nhiều như quy hoạch, điều chỉnh quy định về hạn mức và thời gian sử dụng đất, cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề mở rộng đối tượng tiếp cận và cùng lúc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất lúa. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ,
vào 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3NVTC16.